đảnh lễ chánh pháp đạo như chân được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chân dung bậc như đức được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Thanh Má trên Bao Pháp Hỏi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng. New York 9 giờ đến 11 giờ sáng. Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng. Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Thanh Thủy kính đảnh lễ chư công đức và thân chào tất cả cậu hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 26 tháng 6 năm 2020 Phật lịch 2564, chương trình đặc biệt tưởng niệm ngài trưởng lão tịnh sự Santa Kitko Mahathero, thượng tọa giác cảnh điều hợp. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp ảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh thần tọa minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Thầy. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự. Thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí già thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì dạy hạnh, biết lạc trú trong thiền.
Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thầy ạ, kính bình lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Quý vị ngày nay có rất là nhiều những buổi lễ tưởng niệm các bậc cao tăng chúng ta được biết qua thơ mời và phổ biến ở trên mạng internet và qua các phương tiện truyền thông. Đa số những lễ tưởng niệm mang tính cách là đạo tình sâu đậm của những người học trò đối với các bậc thầy, những người đã có công giáo dưỡng để những người đệ tử được trưởng thành ở trong đạo. Nhưng mà riêng với cái lễ tưởng niệm nhân ngày giỗ thứ 36 của Hòa Thượng, của Ngài Tịnh Sự, thì chúng tôi thì nghĩ rằng không giống như những buổi lễ tưởng niệm mang tính cách là thầy trò hay là của những người thừa kế một cái tổ đình để tưởng nhớ những người đi trước. Hình ảnh của Ngài Trưởng Lão Tịnh Sự đó lớn hơn điều đó rất nhiều. Có lẽ là trong lúc đương thời, Ngài cũng giống như rất là nhiều những doanh nhân mà khi còn sống thì không thấy được nhiều những cái thành quả mà mình đã nỗ lực một đời. Có thể Ngài Tịnh Sự đã từng chứng kiến sư trưởng của bảy binh phục thì tôi siêu và nhiều vị hậu học đến với Ngài học A Di Đà với Ngài. Nhưng mà có thể là ít khi mà Ngài tự nêu ra một câu hỏi là vài ba trăm năm sau thì có ai khóc cho Ngài, có ai nhớ về những cái công khó của Ngài với những bước tiên phong mang Ngài Abhidhamma về Việt Nam hay không? Thưa quý vị, Phật giáo nguyên thủy được giới thiệu vào vùng đất Giao Châu rất sớm với những cái chứng cứ xác thực cho chúng ta biết rằng những phái bộ của Hoa Dục đã từng đặt chân đến vùng đất mà ngày nay chúng ta gọi Đông Dương và kể cả Giao Châu Bắc Việt. Nhưng mà Giao Châu ở trong nhiều thế kỷ sau đó đã rơi vào cuộc xâm lăng và trải qua 1.000 năm bắc thuộc do người Hán đô hộ. Và người Hán ban đầu học đạo Phật từ Giao Châu và sau đó đã có những ảnh hưởng nhất định về phương diện văn hóa, tôn giáo, chính trị từ phương Bắc xuống Âu Châu. Và về sau này trên bức diêu đồ hình chữ S của đất nước Việt Nam chỉ còn một Phật giáo Nam Tông ở tận miền Nam, nơi mà từ những vết tích của những người Chăm cho đến
những cái làng mạc đó đây rải rác ở lục tỉnh của người Campuchia, của người Khmer. Thì thưa quý vị, Phật giáo Nam Tông vào thập niên 30-40 của thế kỷ rồi đã được giới thiệu trở về Việt Nam do những phần lớn là nhà sư xuất thân từ Phật giáo Bắc truyền, như là Hòa thượng Duy Nghiêm, Hòa thượng Ẩn Lâm, và trong đó phải kể đến Hòa thượng Trịnh Sự. Trước khi Hòa thượng Trịnh Sự xuất gia Phật giáo Nam Tông, thì Hòa thượng gồm vị giáo thọ bên Bắc Tông và một vị giáo thọ có tiếng ở tại Vĩnh Long, và được biết là ngài giáo thọ Huệ Lực, một vị tăng có học, có kiến thức, đặc biệt là chữ Hán rất là nguyên thông. Khó thể tưởng tượng một người ở cái tuổi trẻ mà thành danh như vậy, có những cái thành tựu lớn về kiến thức như vậy. Nhưng mà ngài luôn luôn đặt một câu hỏi với tất cả những gì mà ngài hiểu biết, thì ngài có đến gần với Đức Phật, gần với lời dạy nguyên thủy của ngài chưa? Và thưa quý vị, ngài đã rời quê hương Việt Nam, bỏ lại sau lưng không phải chỉ là những ngôi chùa, không phải là cái địa vị, không phải là sự hâm mộ của quần chúng Phật tử, mà ngài còn đến tận Campuchia để làm một việc mà rất khó ai có thể suy nghĩ được, đó là thọ giới sa di, tu lại ở tại một ngôi chùa. Thưa quý vị, thời đó thì đa số Việt Nam chỉ biết rằng Phật giáo Nam Tông là Phật giáo tiểu thừa. Một vị mà giáo thọ được vị đại thừa mà sang Phật giáo Nam Tông thọ sa di là một chuyện lớn. Nhưng mà chưa hết. Khi mà ngài nhận thấy rằng với cái nhu cầu tu học cần kiếp hơn, ngài rời Campuchia để sang Thái Lan, thì ngài lại đến cầu học ở tại một ngôi chùa giữa một đất nước Phật giáo Thái Lan. Mình thưa quý vị, chùa to Phật lớn, tăng chúng đông đảo, thì ngài đi học đạo với một vị danh tăng người Miến Điện, ngài Châu Đức Cát, để học một môn học mà thời đó tương đối còn lạ với người Thái Lan, đó là môn Abhidhamma. Từ một học tăng, ngài trở thành một ở trong những vị học trò lỗi lạc của ngài Châu Đức Cát, và đã chế tác nhiều cái phương tiện giảng dạy mà ngày nay khi mà sang Thái Lan gặp lại những vị thế hệ trước, như là ngài cả có thầy, thầy ngài cũng nhắc đến hình ảnh của Ajahn Dun. Ajahn Dun tức là ngài Võ Văn Đan, Đan người thầy Dun. Thì thưa quý vị, một hình ảnh của một danh tăng sĩ Việt Nam đi học một môn mà thời đó thầy gọi rất khó tiêu hóa, rồi trở về Việt Nam ở trong một mảnh đất vừa xa lạ với truyền thống Phật giáo Nam Tông, xa lạ với Tam Tạng Pali, và còn hơn thế nữa là xa lạ với những cái khái niệm rất là mới mẻ của Phật giáo. Ngài đã dạy môn học này bằng những sáng tạo, từ những việc mà lấy những cái chén bát ở trong chùa. Khi mà chúng tôi vào chùa, lúc có tự gọi thì sư cũng vào chùa đó, thì như chùa Viên Giác, chùa Xử Lý, chúng tôi còn nhớ là những cái tô nhỏ, chén nhỏ còn nhiều lắm. Và được nghe kể rằng trong buổi sơ thời, ngài đã dùng tới chén bát ở trong chùa để xếp ra và làm cái biểu tượng dạy học. Rồi từ cái chén bát cồng kênh đó, ngài sử dụng những đồng xu, chúng ta gọi xu trang, những đồng xu mà có cái lỗ giữa đồng trinh đó, rồi sâu lại từng sâu rồi xếp ra dạy. Rồi về sau này tới những bản nêu chi pháp, cái bản Waronio. Thì thưa quý vị, hậu bán thế kỷ 20
Phật giáo Việt Nam đã chứng kiến một cái sự thay đổi, tuy rằng rất là thầm lặng, rất là nhẹ nhàng, nhưng mà tạo ra một ảnh hưởng rất lớn ở trong nền Phật học và sự suy tư của chư tăng. Đó là chỉ giới thiệu Bộ Áp Về Thông và sự chuyển dịch của Tạng Kinh đi sang tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu. Cách đây nhiều hôm, có một Phật tử gửi cho chúng tôi ở đâu đó đăng một cái bài viết của một người ở trên Facebook. Chúng tôi đọc thì chúng tôi biết đó là một tăng sĩ, và vì đó đã có những lời lẽ rất là nặng nề chửi bới Phật giáo Theravada và đồng thời chửi bới Tam Tạng Pali bằng cái ngôn ngữ mà chúng tôi rất còn tệ hơn là ngôn ngữ người đời nữa, và đặc biệt là lên án Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Từ Thông và một vị nào đó thì không lạc cả ai được. Thứ vì người Phật tử đó họ gửi chúng tôi, họ đọc mà họ nói với tâm trạng rất là buồn. Họ nói rằng không hiểu sao lại có trường hợp mà những lời nói nặng nề như vậy được thốt ra ở từ trong giới Phật giáo. Chúng tôi có nói với vị đó rằng thật ra thì chúng ta phải nhìn bài viết đó từ một cái góc cạnh khác. Nếu mà Kinh Tạng Pali không có một ảnh hưởng sâu sắc, sâu xa ở trong cái giới học thuật của Phật giáo Việt Nam, thì vị đó không có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Cho dù ngày nay vẫn còn có những lời nói rất là nặng nề, nhưng mà chúng tôi phải nói rằng cái thế hệ của những vị tăng sĩ khó học ngày hôm nay đó, và kể cả những bộ óc lớn của Phật giáo Việt Nam như Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng Thanh Từ, v.v. thì đều dùng tới kinh điển Pali. Nhưng mà thưa quý vị, kinh điển Pali mà các vị đã dùng chỉ mới là kinh tạng thôi. Hòa Thượng Tịnh Sự, Ngài là người đã đi trước rất xa ở trong cái việc giới thiệu môn học A Di Đà. Ai mà học tới môn học này thì thưa quý vị đều nhận thấy rằng cái người dạy phải rất là cực. Và chẳng những người dạy rất là cực, mà cái người mở đầu cho cái việc mà chuyển ngữ, giới thiệu và đưa vào Phật giáo Việt Nam, đưa vào cái ngôn ngữ Việt Nam, đưa vào Phật học Việt Nam môn Abhidhamma, thì thưa quý vị, có lẽ lịch sử mai hậu, nếu mà biết một cách công thì phải ghi nhận rằng Ngài Trưởng Lão Tịnh Sự là một người đã làm một công việc đi trước thời đại, đã làm một công việc là dọn con đường gai góc, đã làm một công việc đó là mở ra một ý hướng. Lâu lâu chúng tôi có hỏi thường tọa Tuệ Siêu một câu mà giống như nửa thật nửa đùa, ví dụ như là mình thử tưởng tượng là mình học kinh tạng mà không có cái kiến thức về Abhidhamma thì nghĩ như thế nào. Thật ra thì một người bình thường nghe đó là câu hỏi, chỉ là câu hỏi thôi. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi là người lớn lên với Hòa Thượng Tịnh Sự và lớn lên Hòa Thượng Minh Châu, chúng tôi tôn kính cả hai ngài, và có thể nói rằng những gì mà hai vị đó làm trong cái việc dịch thuật, sáng tác cũng như là giới thiệu thì chúng tôi mang nợ cả đời. Thật ra thì chúng tôi đều hiểu một điều, đó là cái nhu cầu rất là quan trọng của Abhidhamma đối với pháp học và đối với pháp hành. Những ai mà đã học được, đã đến thăm được Miến Điện, đến thăm được quốc gia Phật giáo, thì đó là cái lời nói đó không phải là một lời nói cương điệu, mà cái lời nói đó, đó là một cái ghi nhận
mà chúng ta sẽ dễ dàng thấy được. Vì vậy hôm nay là ngày giỗ của Ngài, ngày quý nhật của Ngài. Chúng tôi hoàn toàn không muốn tất cả chúng ta nghĩ rằng ở trong ngày này, những người đệ tử của Ngài nhớ Ngài như là những học trò đối với bậc thầy đã đi trước, như là những người thọ ân đối với bậc đại ân của mình. Mà hơn thế nữa, chúng ta nghĩ về Ngài Tịnh Sự là một người đã dọn ra một con đường, đã giới thiệu những điều rất là khó để có thể học, có thể hiểu, và bị một số những người, ngay cả trong giới Phật giáo, ngay cả trong giới tăng sĩ, dễ dàng gạt bỏ, cho ra rằng môn học đó là môn học không phải, đó là một cái ngành không phải của Đức Phật dạy. Nhưng mà khi chúng ta học vào môn Abhidhamma thì chúng ta sẽ thấy cái lời lạc lớn như thế nào. Vì vậy chúng tôi rất là mong mỏi là chúng ta hãy dành những cái giờ phút để nghĩ về một người đi trước mà đã cho chúng ta rất nhiều. Và những gì mà Ngài để lại cho chúng ta không phải chỉ có thể nói bằng lời hay có thể cảm nhận ở trong một ngày một tháng. Càng lớn lên, càng già đi, càng đi xa, càng tiếp xúc thì nhìn lại những cái gì mà Ngài đã làm ở trong một cái thời cổ đại mà người ta quay cuồng theo danh, theo lợi, theo việc tạo lập chùa chiền, thì Ngài an phận với một ngôi chùa rất là nhỏ, rất là đơn giản. Ngài an phận với một cuộc sống rất là thanh đạm để dành hết thời giờ tâm trí của mình cho một cái môn Phật học mà thật ra rất khó tìm học trò để làm truyền nhân, rất là khó để giảng dạy nếu thiếu tư liệu. Thế mà Ngài đã làm được, và phải nói rằng những gì mà Ngài để lại hôm nay cho chúng ta thật là một gia tài đồ sộ. Vì vậy chúng ta đặc biệt dành ngày thứ sáu, 26 tháng 6 này cho cái lễ tưởng niệm của Ngài Tịnh Sự. Và tiếp đến thì xin cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân thay mặt cho chư tăng để cung tuyên tiểu sự của hòa thượng trước khi chúng ta tính tưởng Thượng tọa Lê Siêu có những vài lời về Ngài Tịnh Sự nhân ngày quý nhật này. Kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân. Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Khai Giả. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Trước tiên con kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Tuyệt Niệm, Thượng tọa Minh Hạnh cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Được sự sắp đặt và chỉ định của ban tổ chức, chúng con xin tuyên đọc tiểu sử của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự Sankatecho Mahathero. Trong những ngày này, những ngôi chùa, chẳng hạn Siêu Lý tại Sài Gòn và Viên Giác Siêu Lý Vĩnh Long, cũng như là chùa Vũ Đức, vân vân, làm lễ tưởng niệm lễ quý nhật lần thứ 36 của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự. Hôm nay chúng con được sự chỉ định sắp đặt của ban tổ chức, con xin tuyên đọc tiểu sử của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự Sankatecho Mahathero. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Sự, thế danh Võ Văn Đan,
sinh năm 1913 tại xã Hòa Long, huyện Lai Dung, tỉnh Sa Đéc, nay là tỉnh Đồng Tháp. Ngài là con của cụ ông Võ Văn Tỏ và cụ bà Trần Thị Thông. Ngài sinh ra trong một gia đình có truyền thống Nho giáo, nhưng cũng sùng Phật, sùng mộ đạo Phật. Từ nhỏ, Ngài đã được thân phụ rèn dạy với nền giáo dục Nho học. Ngài có tư chất thông minh, học đâu, nhớ đó. Ngài có người bác trụ trì chùa Bửu Hưng trong làng tại quê nhà. Năm 12 tuổi, Ngài được sư bác chùa Bửu Hưng tiếp độ cho xuất gia Sa Di với pháp danh Thích Huệ Lực. Năm 20 tuổi, Ngài được thọ đại giới tỳ kheo tại chùa Kim Huê Sa Đéc. Sau 5 năm y chỉ bổn sư để học tập kinh điển giới luật, Ngài được giáo hội cử làm trụ trì chùa Phước Định, Chợ Lách, Vĩnh Long được 5 năm. Đến năm 30 tuổi, Ngài được bổ nhiệm về làm trụ trì chùa Viên Giác, Long Hồ, Vĩnh Long, nay là phường 4, thành phố Vĩnh Long. Từ năm 1943 đến năm 1948, năm 48, Ngài rời bỏ cương vị trụ trì và giáo thọ hệ phái Phật giáo Bắc Tông, du học Vương quốc Campuchia. Tại đây, Ngài xuất gia lại theo truyền thống Phật giáo Nam Tông, Theravada. Thọ giới Sa Di tại chùa Cùm Bum, quận Tây Lô Cô, tỉnh Trà Bét. Ở tu học tại đất Campuchia, đất nước Campuchia được 3 năm, Ngài Thượng tọa Pháp Thân Hoan Hỷ Sa Bà Đức ở trong rung không còn nghe được nữa. Một lần nữa xin hỏi Thượng tọa Pháp Thân có nghe được không? Nếu được xin thỉnh Thượng tọa Hoan Hỷ trở lại. Quý vị trường học tân đã gặp cục đặc kỹ thuật, chúng tôi xin được tiếp lời để cung tiên tiểu sự của hòa thượng, và khi nào trường học tân trở lại xin quý vị hoan hỷ cho biết. Ở tu học tại đất nước Campuchia được 3 năm, ngày lại đi qua Vương quốc Thái Lan. Năm ấy là năm 1951, ngày thọ giới tỳ kheo tại chùa Phật Nám, thủ đô Bangkok với pháp danh là Santa Kicho, tỉnh sự. Sau khi thọ đại giới, Ngài đã tham học chuyên sâu giáo lý A Tỳ Đàm Abhidhamma. Học 5 năm, Ngài đã hoàn tất chương trình học với thành tích thủ khoa, khiến thầy và bạn của Ngài kinh ngạc và khâm phục. Họ đặt Ngài danh hiệu là thợ suy nghĩ, vì Ngài luôn luôn suy luận về những điều đã học. Ngài đã suy nghĩ và làm ra bản nêu chi pháp tóm lược nội dung luận tạng A Tỳ Đàm. Ngài trình lên hội đồng tăng già Thái về công trình nghiên cứu này, và được chư tăng công nhận là sự thành tựu mỹ mãn. Học xong rồi, Ngài sang pháp hành sống ở núi rừng, thọ trì các hạnh đầu đà và tu thiền quán. Đến năm 1958, tức là 10 năm sau 10 năm du học xứ người, Ngài đã hồi hương về Việt Nam. Lúc ấy Ngài được 45 tuổi. Trở về quê hương, tiếp tục trụ trì chùa Viên Giác Vĩnh Long, Ngài bắt đầu phiên dịch Abhidhamma từ Thái ngữ sang Việt ngữ.
và soạn ra các giáo trình vi diệu pháp sơ cấp, trung cấp và cao cấp để dạy chư tăng về Phật tử ưa thích bộ môn giáo lý này. Đệ trưởng Dương Trạnh vi diệu rộng rãi đến năm 1972 Vĩnh Long về Sài Gòn. Tại đây ngài dạy giáo trình A Tỳ Đàm, có học trò 15 người gồm vài vị sư, 10 cư sĩ. Lớp học nhóm luôn dời đổi địa điểm. Thế rồi trong số học trò cư sĩ ấy, một bà tín nữ giàu niềm tin, tức bà Bảy Vĩnh Phúc, pháp danh Định Tri, đã phát tâm bỏ tiền mua đất, xây cất một ngôi chùa hiến cúng cho ngài làm chỗ trú trai chân và làm nơi trường dạy luận tạng A Tỳ Đàm. Chùa ấy có tên là Giảng Đường Siêu Lý, nay là chùa Siêu Lý, tọa lạc phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian này, Giáo hội Phật giáo Tăng già Nguyên Thủy đã thỉnh cử ngài làm chức vị cố vấn Giáo hội Tăng già, đương kim trưởng ban phiên dịch Tam Tạng. Ngài đã hoàn tất các dịch phẩm và soạn phẩm về luận tạng Abhidhamma vào năm 1979, lúc ấy ngài 56 tuổi. Mặc dù đã hoàn tất tất cả các dịch phẩm, nhưng ngài vẫn tiếp tục chỉnh sửa và soạn mới những giáo trình A Tỳ Đàm để dạy học trò. Ngài đã đào tạo được nhiều đệ tử xuất gia và cư sĩ giỏi vi diệu pháp, có khả năng dạy vi diệu pháp cho thế hệ sau. Ngoài ra, ngài còn là hệ tế độ cho xuất gia và tỳ khưu cả trong đệ tử. Song song, ngài cũng quan tâm đến việc tạo tự các chùa tứ phương tăng nhiều nơi. Đến năm 1984, ngài 71 tuổi, mặc dù chưa phải là tuổi quá lão, nhưng vì cả cuộc đời lao tâm nhọc trí phụng sự đạo pháp, nên ngài đã thọ bệnh, sức lực cạn kiệt. Ngài biết không thể duy trì được thọ mạng, bèn trở về chùa Viên Giác Vĩnh Long để an dưỡng. Đến ngày 6 tháng 5, năm Giáp Tý, ngài khỏi bệnh nặng, với chứng kiết lỵ trầm trọng. Nửa đêm, ngài gắng sức ban lời giáo huấn đến các vị đệ tử vây quanh, phát lộ đến chư tăng. Đến sáng ngày 7 tháng 5, năm Giáp Tý, ngài an nhiên thị tịch lúc 6 giờ 15. Nhân ngày 5 tháng 6, năm 1984, theo dương lịch. Đó là vài hàng tốt lực tiểu sử của ngài trưởng lão Tịnh Sự. Xin tiếp lời của Thượng tọa Pháp Thân để tuyên đọc nhân quý vật của Hòa Thượng. Kính bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, tiếp theo trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng thỉnh Chư Tăng để những Matika của tăng nhiều pháp. Tụng những bài kinh này theo truyền thống là tụng kinh cho những người quá vãng, nhưng mà đồng thời cũng là một nghĩa cử để nói lên sự tưởng nhớ của tất cả chúng ta đối với một bậc thầy, một người tiên phong đã đưa tặng nhiều pháp vào nền Phật học Việt Nam đương đại. Và bây giờ xin được kính cung thỉnh chư tăng hoan hỷ bắt đầu cho nghi thức của lễ quý nhật hôm nay. Xin kính cung thỉnh quý thầy. Nam mô Bụt Thà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tề Quyền, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch chư tăng, bây giờ thì chúng con cùng với các vị sư ở chùa Siêu Lý Vĩnh Long, chùa Viên Giác xin được bắt đầu tụng yếu lực thắng pháp tạng để tưởng niệm ngài Đức Cố Hòa Thượng Tịnh Sự. Mong các vị quan hỷ với phần tụng kinh này và quý vị nghe được âm thanh rõ. Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra tu sa ma sa bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra tu sa ma sa bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra tu sa ma sa bu ta sa
ma sang ghi ni ku sa la tham ma a ku sa la tham ma am ya ka ta tham ma su kha ya we ya sam ba yu ta tham ma du kha ya we na na ya sam ba yu ta tham ma a du kha ma su kha ya we na na ya sam ba yu ta tham ma vi ba ka vi ba ka tham ma tham ma ne wa vi ba ka na vi ba ka tham ma tham ma u ba din u ba da ni ya tham ma anu ba din u ba da ni ya anu ba din na anu ba da ni ya tham ma sang ki le ta sang ki le si ka tham ma sang ki le ta sang ki le si ka tham ma sang ki le tha sang ki le si ka sa vi tang ka sa vi cha ra tham ma vi tang ka vi cha ra ma ta tham ma vi tang ka vi cha ra tham ma bi thi sa ga ta tham ma su ka sa ga ta tham ma u be sa ga ta tham ma da sa ne na ba ha ta ba tham ma pa wa na ya ba ha ta ba tham ma ne wa da sa ne wa na ya ba ha ta ba tham ma da sa ne na ba ha ta ba he tu ka tham ma pa wa na ya ba ha ta ba he tu ka tham ma ne wa da sa ne và na nhà đà ha ta bà hê tu ca tham ma cha ya ga mi no tham ma pa cha ya ga mi no tham ma ne wa cha ya ga mi no tham ma tham ma se ka tham ma se ka tham ma ne wa se ka na se ka tham ma ba vi ta tham ma ma ha ga ta tham ma ba ma na tham ma ba vi ta ma ha ga ta ram ma na tham ma ba ma na ram ma na tham ma hi na tham ma ma chi ma tham ma ba ni ta tham ma mi cha ta ni ya ta tham ma sam ma ta ni ya ta tham ma a ni ya ta tham ma ma ga ram ma na tham ma ma ga he tu ka tham ma ma ga ti ba ti no tham ma u pa na tham ma anu pa na tham ma u pa ni no tham ma a ti ta tham ma a na ga ta tham ma ba tham ma a ti ta ram ma na tham ma a na ga ta ram ma na tham ma ba chu pa na ram ma na tham ma a cha ta tham ma ba hi ta tham ma a cha ta ba hi ta tham ma a cha ta ram ma na tham ma ba hi ta ram ma na tham ma a cha ta ba hi ta ram ma na tham ma sa ni da sa na sa pa ti ka tham ma a ni da sa na sa pa ti ka tham ma a ni da sa na pa ti ka ma ba we sa ti ti ka ma ti ka tham ma sang ga ni ka nang na na sa ma tang ta ra nan ta rang vi khang ga pa ka nang na ma vi vang go a ya ta na vi vang go tha tu vi vang go sa cha vi vang go in vi ya vi vang go ba cha ya ka ra nam go sa ti pa tha na vi vang go sam ma pa tha na vi vang go e ti ba na vi vang go bo chang ga vi vang go ma ga vi vang go cha na vi vang go a ma ma nya vi vang go si kha pa da vi vang go pa ti sam pi da vi vang go nya na vi vang go do vang go tham ma da ya vi vang go ti a tha ra sa vi the na vi pa ta vi vang nam ba ka ra nang na ma sa ma tang nang da rang
tha tu ca tha ba ca ra nan na mi tăng sang ga ho a sang ga ho sang ga hi te na sang ga hi tăng a sang ga hi te na sang ga hi tăng sang ga hi gai tăng a sang gai te na sang gai tăng samba yogo vipa yogo samba yote na vipa yotang vipa yote na vipa yotang sang gai te samba yotang vipa yotang samba yote na sang gai tăng a sang gai tăng vipa gai te na samba yotang vipa yotang vipa yote sanggai tang sanggai tan ti chakru vithena vipatang kathapaka anang nama sammatang tadanandarang bukalapanyati pakaranang name sakandapanyati anyatanapanyati tatupanyati sakyapanyati ingapanyati bukalapanyati vijavithenavipatang bukalapanyati pakaranang name samatang tadanandarang kathava Pakaranang name tang sakwani panjasuata sani pariwani panjasuata satani te suata sahasang samothani tona vipatang kathavatum Pakaranang name samatang Satanandarang yamakam Pakaranang name tang mula yamakang kanta yamakang Ayatana yamakang tatu yamakang satya yamakang sangka yamakang anusaya yamakang cita yamakang dhamma yamakang indriya yamakang tika vithena vipatang yamakapakaranang nama samatang tatanandarang mahapathana pakaranang nametang hetu pacca Yo arama pacca yo ati pati pacca yo anantara pacca yo samanantara pacca yo sahacata pacca yo anyamanya pacca yo nisaya pacca yo upanisaya pacca yo urejata pacca yo pacca jata pacca yo asewana pacca yo kamma pacca yo Pacayo ahara pacayo indriya pacayo jana pacayo magga pacayo sambayota pacayo vipatta pacayo ati pacayo nati pacayo vigata pacayo vigata pacayo ti pacaya vasenata chatu visati vithena vipattang mahapathana Pakaranang nama samatang kasatha cahumatha dewanaga mahitika bunyang no anumodan ducirang rakandu sasanang rakandu no garo rakandu nyatanyo rakandu bani no rakandu no sadai dang watame bunyang asawakaya wahang Sa thú, sa thú. Thay mặt hội chúng trong room xin thành kính tri ân đến chư tăng chùa Siêu Lý Vĩnh Long, chư tăng chùa Viên Giác. Và cũng phần phước này con xin dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia đến quý cô tu nữ cùng các vị Phật tử. Giờ đây thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bụt Tha Giá. Sa thú kính chư trường chư tôn đức đã tùng yếu lược rằng tặng thắng pháp để làm nghi thức chính thức trong ngày cuối nhật của ngài trưởng lão tịnh sự. Thưa quý vị, mỗi năm rung
trong lớp Phật pháp Buddha-dhamma tổ chức ngày tưởng niệm của Hòa thượng. Ở trong lòng chúng tôi có một niềm hạnh phúc rất là thầm lặng. Người đời họ có câu gọi là cha làm thầy con đốt sách. Thường thường có nhiều công trình của những người đi trước mà thế hệ tiếp nối thì lại phá hỏng đi. Nhưng mà chúng ta có một điều rất là may mắn là khi Ngài trở ra từ sự ra đi rồi thì người thừa giúp Ngài đã không làm công việc là hủy hoại công trình của Ngài, mà thay vào đó đã có những đóng góp rất là tốt. Một trong những người đó phải kể đó là Chư Tôn Thời Siêu, cũng là may mắn là vị chủ nhiệm và cũng là vị giảng sư ở trong room của chúng ta. Nói cho rõ đó thì Chư Tôn Thời Siêu cũng như chúng tôi là vào chùa tu ở chùa Siêu Lý, lớn lên ở trong cái lò đào tạo của sư trưởng của Ngài Tiên Sử. Và không phải là Chư Tôn Thời Siêu chỉ là người trụ trì tổ đình chùa Viên Giác hiện tại, mà Thượng Tọa đã là vị sang định lại tạng diệu pháp mà Hòa Thượng Tây Sư đã dạy công phiên dịch. Còn hơn thế nữa là Thượng Tọa là người đã bao nhiêu mấy chục năm qua mở rất là nhiều lớp vi diệu pháp Abhidhamma, và một số lớn chư vị giảng sư ở trong room này cũng là học trò của Thượng Tọa Tây Sư. Thì chúng tôi nghĩ rằng nếu có một người nào đó mà hoàn toàn có cái tư cách và thẩm quyền để mà nói lên những cái đóng góp to lớn của Ngài Tiên Sử đối với Phật học Việt Nam thì không thể thiếu được đó là Thượng Tọa Thời Siêu. Và cũng là may mắn thì chúng ta Thượng Tọa là bị giảng sư trong rung, và do vậy hôm nay xin được thay mặt đại chúng kính cung thỉnh Thượng Tọa Thời Siêu hoan hỷ nói lên những điều mà Thượng Tọa có thể nói trong cái thời lượng hữu hạn hàng của lớp Phật pháp này về những đóng góp mà bậc thầy của chúng ta đã để lại cho thế hệ mai hậu trên phương diện học Phật, nghiên cứu giáo pháp và đặc biệt là lĩnh vực thắng pháp Abhidhamma. Thay mặt đại chúng kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư Thượng Văn Đại Đức Phật. Kính bạch Thầy Tôn Đức, kính thưa quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay trong lớp Phật pháp Buddha-dhamma, chúng ta có cái chương trình đặc biệt tưởng niệm Ngài Đại Trưởng Lão Tịnh Sự. Tiếp theo, để theo lời yêu cầu của Thượng Tọa Giác Đẳng, chúng tôi xin mạo muội nói lên những gì mà chúng ta biết về những đóng góp to lớn của Ngài Trưởng Lão Tịnh Sự cho Phật học Việt Nam. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, Phật học Việt Nam
lâu đời là Phật giáo mặc truyền. Cho đến năm 1957 thì Hòa Thượng Hộ Tông, Hòa Thượng Bụt Chơn, Hòa Thượng Giới Nghiêm, các vị đó ở Campuchia ở Miến Điện, các vị đó về Việt Nam và hợp sức nhau lại để thành lập với giáo hội Phật giáo Nguyên Thủy Theravada, tức là Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nam Truyền. Hãy nói đến Phật giáo Nam Truyền Theravada thì phải nói đến Tam Tạng Pali. Tam Tạng Pali gồm có Tạng Kinh Xuất Tăng Tát Pitaka, Tạng Luật Vinaya Pitaka và Tạng Thắng Pháp Abhidhamma Pitaka, tức là Tạng Diệu Pháp. Nói đến Phật giáo thì phải gồm đủ ba tạng như vậy, Tipitaka, thì cái đất nước đó, cái xứ sở đó mới được xem như là Phật giáo chính thống. Nếu như cái xứ sở nào mà Phật giáo chỉ là hình thức chùa chiền, có các vị tu sĩ Phật giáo cờ phướng Phật giáo, nhưng mà nói đến Tam Tạng mà không có một cái kho tàng kinh điển và không có những vị tăng sĩ giỏi Tam Tạng thì như vậy cái xứ đó đó chưa gọi là Phật giáo truyền thống được. May mắn thay cho chúng ta là Phật giáo Nguyên Thủy hay Phật giáo Nam Truyền du nhập vào Việt Nam và được phép thành lập Giáo hội Phật giáo Tăng Già Nguyên Thủy không bao lâu, thì đến năm 58 một vị cao tăng xuất thân từ Phật giáo Bắc Truyền đã đi du học sau 10 năm, từ năm 48 cho đến năm 58, 1958. Vì đã trở về Việt Nam với cái thành tích thủ khoa về Tạng Abhidhamma, Tạng Thắng Pháp, Tạng Vi Diệu Pháp. Đó là Ngài Hòa Thượng Santakicho Mahathero. Ngài là một vị sống rất thiên tốt, Ngài không cần danh vị, không cần được ai biết đến, Ngài chỉ vì cái đại nguyện trong tương lai sẽ thành bậc chánh đẳng giác giả thôi. Cho nên Ngài đã đi tầm cầu chánh pháp
tại các xứ Phật quốc giáo là Phật giáo. Ngài chấp nhận bỏ đi cái địa vị trụ trì giáo thọ sư ở bên Bắc Truyền để ngài đi qua xứ Campuchia và Thái Lan để ngài đi tìm học tâm tạng gốc Pali. Và khi ngài trở về rồi, lúc đó giáo hội chưa có lưu ý tới ngài, giáo hội Phật giáo Việt Nam chưa, giáo hội Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam cũng chưa lưu ý tới ngài. Ngài bắt đầu phiên dịch cái tạng vi diệu pháp từ Pali Thái ngữ sang ngôn ngữ tiếng Việt. Và thời ấy cái sự in ấn khó khăn lắm, ngài cũng không cần thiết, ngài chỉ cần đánh máy cho đệ tử học trò, tức là cư sĩ báo, sau này là thượng tọa Tịnh Thân, là người đã trực tiếp đi theo ngài để làm cái việc đến máy, đến máy chữ, lúc đó chỉ là máy cơ thôi quý vị, những con chữ mà nó gõ vào vải băng mực và nó in trên cái nền giấy, hoặc là cái con chữ nó gõ vào cái giấy sáp khi mà nó ấn thành chữ hàng xuống thì nó bị, nó sẽ thấm mực cái chỗ đó, rồi bắt đầu quê rơ đê ô. Có lẽ là thời nay người ta đã bỏ đi cái công nghệ đó, cho nên rất có thể là cái thế hệ sau này không biết cách để quê rơ đê ô là như thế nào. Thời đó chúng tôi và Thượng Tọa Giác Đẳng đã từng học với những cái tài liệu, những bản in của ngài và quê rơ đê ô, sau đó lên trên Vạn Hạnh học Pali, cái bản về cái giáo trình Pali của Hòa Thượng Minh Châu dịch từ cái tác phẩm sách học Pali của ngài Puttanatha cũng vậy, cũng Verano mà chúng tôi còn giữ kỷ niệm cho đến ngày hôm nay. Và trở lại cứ thế thưa quý vị, hết bộ Thammasanghini pháp tụ rồi ngài sang đến bộ Quý Phân Giá, bộ Phân Tích, rồi tiếp đến là cái bộ Cà Thâu Hóa Thú Nguyên Chất Cử. Xong cái bộ Nguyên Chất Cử thì ngài dịch tới cái bộ Bốt Cà La Ba Nhá Tí Nhân Chế Định. Hết Nhân Chế Định ngài dịch cái bộ thứ năm Cà Thâu Hóa Thú, bộ Ngữ Tông. Xong Ngữ Tông rồi ngài dịch qua Giấm Mắt Cá, xong Đối, và cuối cùng là ngài dịch cái bộ Phát Tha Ná, tức là bộ Phát Thú, bộ Phát Thú hay là bộ Vị Trí đại sứ Maha Phát Tha Ná. Đã hoàn tất 7 bộ tạng ví dụ pháp, ngài bắt đầu hệ thống lại bằng cách là sau
soạn những cái giáo trình sơ cấp vi diệu pháp, trung cấp vi diệu pháp và cao cấp vi diệu pháp, gọi là tiểu học, trung học và đại học. Khi ngài soạn ra, ngài cho học rồi, ngài có nhiều cái cách dạy mà chút xíu nữa đây chúng ta sẽ nghe thượng tọa giác đẳng nói về những cái sáng kiến trong nỗ lực truyền bá Abhidhamma của ngài Tịnh Sự. Còn ở đây chúng tôi muốn nói, chúng tôi chỉ nói đến cái vấn đề là những đóng góp to lớn của ngài trưởng lão Tịnh Sự mà thôi, thưa quý vị. Như chúng ta đã biết, trong Phật giáo có Tam Tạng Pali, Tipitaka, Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng Vi Diệu Pháp. Bắt đầu kể từ năm 1971 thì Hòa Thượng Thích Minh Châu, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, ngài du học trở về Việt Nam, ngài lập ra cái trường Đại học Vạn Hạnh, Đại học Phật Giáo lần đầu tiên, và bắt đầu ngài phiên dịch Tạng Kinh, Trường Bộ rồi Trung Bộ, rồi gần tới cái ngày gần tới năm 75 thì ngài dịch Tương Ương Tăng Chi, bắt đầu chỉ quê Romeo thôi. Nhưng mà Tạng Kinh Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch chỉ được 4 bộ đầu, tức là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ương Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh là của ngài dịch. Đến Tiểu Bộ Kinh 15 tập thì ngài chỉ dịch có 7 tập thôi, tức là Theragatha, Therigatha, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ, Thamapada Pháp Cú, Kutakamba Thá, tức là tiểu tụng, Suttanipata, kinh tập, Udana, cảm hứng ngữ, Itibutaka, như thị thuyết, và một phần Chataka là kinh bổn sanh. Còn những tập như là Quý Ma Na Quá Thú, Thiên Cung Sự hay Bê Ta Quá Thú, Ngạo Quỷ Sự hoặc là Nít Đề Sát, Maha Nít Đề Sát, Chu La Nít Đề Sát, tức là phần Thích Nghĩa, những cái bộ đó ngài chưa dịch. Patisamphida Magga, Vô Ngại Giải Đạo cũng chưa dịch. Quốc Thâu Quan Xá, Giác Tông ngài cũng chưa dịch. Charinjapitaka, Hạnh Tạng cũng chưa dịch. Mãi đến sau này học trò của ngài Minh Châu, như là ông Trần, giáo sư Trần Tuấn Mẫn và cô Trần Phương Lan mới tiếp nối để mà dịch thêm, nhưng mà cũng vẫn chưa đủ. Còn riêng về cái Tạng Vi Diệu Pháp, đặc biệt là 7 bộ Vi Diệu Pháp, trong khi Tạng Kinh có 5 bộ mà chưa có hoàn tất, một mình ngài Minh Châu ngài chưa có hoàn tất, thì cái Tạng Vi Diệu Pháp 7 bộ mà ngài Tịnh Sự ngài đã hoàn tất. Chúng ta thấy đó là một cái công trình dịch thuật vô cùng to lớn, một cái sự đóng góp to lớn của ngài Trưởng Lão Tịnh Sự cho Phật học Việt Nam. Và không những thế, khi mà dịch
tạng vi diệu pháp ra. Nếu mà chỉ dịch tạng vi diệu pháp ra không đó, thì người đời sau họ đọc họ không hiểu gì hết. Do đó cho nên ngài làm những cái tập bài giải, những tập bài giải như là cái giáo trình của sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Giáo trình sơ cấp á, thì ngài dựa vào cái bộ chú giải của ngài Chô Tư Cá. Về cái tác phẩm Abhidhammathasagara, tức là cái tác phẩm nội dung siêu lý học, hay là thắng pháp tập yếu lực, và ngài đã làm ra được hai tập bài giải đó. Nhờ có hai tập bài giải tiểu học đó mà bắt đầu chư tăng và Phật tử được ngài hướng dẫn giải thích thì các vị học hiểu. Và thưa quý vị, mãi cho đến bây giờ cái tạng ví dụ pháp luôn luôn là chuẩn mực cho cái phần giáo lý kinh điển Pali, kinh điển Tam Tạng. Như chúng tôi đã nói ngày hôm qua, nếu như tạng ví dụ, nếu như người mà học ví dụ pháp, hiểu ví dụ pháp rồi, thì cái chuyện mà hiểu kinh tạng, hiểu luật tạng, đọc để hiểu được kinh tạng, hiểu luật tạng, chuyện đó không có khó khăn lắm. Bởi vì khi đã học hiểu được ví dụ pháp Abhidhamma, và các chú giải của những bài kinh Trung Bộ, Trường Bộ, Tương Tăng Chi, hay là chú giải luật, là các ngài A Xà Lê dùng cái nguyên tắc chi pháp của vi diệu tạng, vi diệu pháp tạng để mà chú giải. Qua đó cho thấy rằng nếu như không có cái sự đóng góp của Hòa Thượng Tịnh Sự, thì kinh điển chúng ta sẽ đọc xuông, đọc nhầm lẫn mà chúng ta không biết. Như là khi nói đến những cái trạng thái phiền não kilesa, hay là những trạng thái phát thiện, những pháp nên tu tập, những pháp nên đắc chứng, những pháp cần thắng tri, vân vân. Tất cả những pháp ấy đọc qua mà hiểu được là do nhờ có cái tạng vi diệu pháp đã trình bày một cách rạch rồi. Cho nên chúng ta không thể nào mà phủ nhận được cái giá trị của tạng vi diệu pháp. Mà khi chúng ta không thể phủ nhận được giá trị của tạng vi diệu pháp, thì chúng ta đều phải nhớ đến cái sự đóng góp to lớn của ngài Đại Trưởng Lão Tịnh Sự. Cuộc đời của ngài kể luôn cái thời gian xuất gia làm giáo thọ bên Bắc Tông, thì ngài xuất gia từ hồi 7 tuổi là ngài đã xuất gia rồi. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy, nếu chúng ta nói đến cái sự đóng góp to lớn cho Phật học Việt Nam, thì trong đó chúng ta không thể nào chúng ta không nhắc đến ngài Hòa Thượng Tịnh Sự cũng như Hòa Thượng Thích Minh Châu. Rồi sau này
Về cái luật tạng đó thì có thượng tọa chánh thân, ngài Chánh Nghiêm ngài cũng có dịch, nhưng mà ngài dịch luật tạng ngài chỉ dịch đại khái có bốn phần vốn giới và cộng trụ mà thôi. Rồi Sư Giác Quan cũng dịch từ tiếng Anh ra. Sư Giác Quan xuất gia một xuất gia tỳ kheo một lượt với Hòa Thượng Giác Chánh trong bốn vị thì cũng chỉ dịch có cái phần đầu. Chúng tôi ngày trước trước khi mà có thượng tọa chánh thân thì chúng tôi đã dịch cho đến cái bộ Mahavakkhata, tức là cái bộ đại phẩm Thiku Vipaṅgaka, Thiku Vipaṅgaka, Mahavakkhata. Chúng tôi dịch được ba bộ ở trong năm bộ, nhưng mà sau đó chúng tôi vì bận công việc phải đi dạy vi diệu pháp, dạy Bali cho chư tăng trong các khóa, cho nên chúng tôi đành phải bỏ cuộc. Nhưng mà may là lúc đó chúng tôi nhận biết có thượng tọa chánh thân làm cái công việc, chúng tôi yên tâm rồi, cho nên chúng tôi không cần phải dịch luật tạng nữa. Ở đây thưa quý vị, chúng ta trở lại vấn đề là một vị mà dám từ bỏ cái địa vị của mình để tìm hiểu và xuất gia nghiên cứu cái hệ tạng Pali đã là một điều khó, như ngài Tịnh Sự đã làm. Rồi khi mà thành tựu việc học rồi, trở về không thể không có ngồi yên, không có thụ động, không có tiêu cực, chỉ ngồi đó mà lấy cái danh vị để cho mọi người tung hô vạn tuế rồi. Mà ngài đã cực lực làm những gì mà ở trong cái nền Phật học Phật giáo Việt Nam còn thiếu thì ngài bổ khuyết. Cho nên cái sự đóng góp của ngài Hòa Thượng Tịnh Sự quả thật là to lớn. Chúng tôi chỉ nhắc đến chừng ấy thôi. Còn những cái sáng kiến trong nỗ lực truyền bá Pratama thì cái phần này xin được tôn thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trình bày cho đại chúng quan hỷ nhân cái ngày lễ quý nhật lần thứ 36 của Đức Cố Hòa Thượng Tịnh Sự, vừa là một vị ân sư của chúng ta mà cũng vừa là một vị luận sư lỗi lạc, là một người đã cống hiến cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo Nguyên Thủy nói riêng những cái to lớn như vậy. Bây giờ xin được cung tỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú. Kính thưa ngài Thượng tọa Đại sư, kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, có lẽ một điều mà nhiều người mới gặp ngài Hòa Thượng Tịnh Sự lần đầu tiên đó, có thể nói rằng dù là chỉ răng hay Phật tử và có hỏi về Phật pháp thì một cái ấn tượng mà họ thấy rằng ngài hơi lạ, nói chứ hơi lạ là nghe cũng nhẹ nhàng, là ngài không giống với đa số các vị trưởng lão khác. Điều lạ ở ngài đó là cái phương cách giảng dạy Phật pháp của ngài đó,
nó thường không có theo cái cách mà chi tăng khác thường giảng dạy. Nếu ví dụ như đa số quý ngài khác thì khi nào được mời lên pháp tọa để giảng giải thì leo pháp tọa thuyết pháp, và khi nào mà cần thì cầm bổn kinh mà đọc hay cầm bổn kinh mà tặng cho quý Phật tử. Nhưng mà thưa quý vị, ngày Hòa Thượng Từ Sự đó, điểm đầu tiên mà mình thấy rằng ngài sử dụng rất là nhiều điều mà chúng ta gọi là tư liệu. Tư liệu này có thể là mỏng, có thể là dày, và thậm chí khi mình nhìn không giống một quyển kinh mà chúng ta thường đọc, mà giống như một tài liệu. Chúng tôi nhớ ở Việt Nam ngày xưa thỉnh thoảng chúng tôi có thấy một vài cái tài liệu Veronio của các vị giáo sư dạy trong đại học mà những sinh viên mang về chúng tôi tình cờ được đọc. Thì chúng tôi cũng nhớ rằng ngài thực sự là người đầu tiên đã dạy Phật pháp bằng những tư liệu như vậy, thay vì cầm nguyên một cuốn sách. Những tư liệu này có cái lợi là giúp cho người học đào sâu vào một phần nào đó của môn học và xem môn học đó là một học nghiêm túc, chứ không phải một quyển kinh để thờ hay quyển kinh để giúp tủ sách đọc cho qua. Ít có ai mà nghĩ đến chuyện mà đem một cái tài liệu khổ lớn và để trong tủ sách cho đẹp. Nhưng mà nếu nói phương diện học thì điều rất là quý giá. Và thưa quý vị, hồi chúng tôi còn nhỏ đó, thì chúng tôi cũng thấy ngài Tịnh Sự, ngài có cái điểm hơi lạ đó là ngài sử dụng những kinh thẻ. Chúng tôi không thấy bất cứ một vị tăng nào bên Nam Tông, Bắc Tông mà như vậy. Những cái thẻ đó, tới chừng sang bên Mỹ chúng tôi đi học, thì chúng tôi mới thấy người ta xài những cái flashcard. Những flashcard tức là những cái thẻ nhỏ nhỏ, giống như index card, để trong đó có những cái chú thích, những ghi chú tóm lược cần thiết những cái trọng điểm mà mình học. Và những cái flashcard đó giúp rất là nhiều. Chúng tôi không nghĩ rằng thời mà ngày Hòa Thượng Từ Sự sang bên Thái Lan hay thời ngày về mà những flashcard đã phổ biến. Nhưng mà sau này khi qua Mỹ rồi thì chúng tôi thấy rằng quả thật là ngài dùng những kinh thẻ đó đi trước thời đại. Đi trước thời đại ở một điểm đó là ví dụ như ngài nói về những thông lệ của chư Phật, hay là ngài dạy về những cái pháp, chúng ta gọi là những cái truyền cái chẳng hạn. Thì thay vì phải tra vào quyển sách thì đó có sẵn cái thẻ, và nếu người nào cầm cái thẻ đó lên thì đọc mặt trước mặt sau thì cũng có thể thấy được cái lý lẽ nó rất in, nó rất là gọn. Và ngài có nhiều cái kinh thẻ như vậy, cũng là một cái sáng kiến của ngài trong việc học Phật, làm cho dễ nhớ. Và riêng với cá nhân chúng tôi và một số chư tăng ở gần ngài thì phải nói rằng ở trong những cái thẻ đó có những cái tài liệu mà gọi là vô giá, mà chúng tôi không có tìm ra ở bất cứ một cái kinh nào khác. Bởi vì khi người ta biết, người ta không có biết đặt để những cái bài kinh ngắn đó vào trong phần nào của quyển sách. Nhưng mà ngài thì nghĩ rằng cái thẻ rất là dễ dàng. Và chúng tôi nhớ hồi nhỏ mà lượm nhặt được những cái bản kinh thẻ mà ghi là những điều lạ đó, chúng tôi cảm thấy rất sung sướng. Dạ, cảm thấy rất hạnh phúc, giống như là mình tìm được một cái lâu lâu người ta đi biển, người ta tìm được chiếc cà rá hay dây chuyền rớt vào biển. Để thích lắm thôi. Những tài liệu rất là khó tìm. Và thưa quý vị, ngài Tịnh Sự bản thân của ngài đó là một người có nhiều sáng kiến. Dạ, ngài có nhiều sáng kiến. Nhưng mà có một cái nhu cầu, đó là nhu cầu dạy Abhidhamma, nhu cầu dạy ví dụ pháp hay là tán pháp Abhidhamma. Thì cái môn học này đòi hỏi sự minh họa rất là nhiều. Và do vậy, khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, vào trong chùa thì chúng tôi thấy ngài in những cái bản đồ lộ tâm
hay là cái diễn tiệc của tâm thức, và những cái bản nêu chi pháp hay là biểu đồ chi pháp đó, người in thành những cái đồ biểu, mà những đồ biểu đó làm cho chúng tôi rất là tò mò, bởi vì chúng tôi nhớ rằng ngày xưa quý ngài đa phần là dạy bằng kinh sách và nếu không giảng bằng miệng thôi. Ngay cả thời còn nhỏ chúng tôi vào trong chùa đó, thì những biểu đồ như vậy chỉ dạy ở những cái nhà trường dạy phổ thông ở bên ngoài và cũng ít khi người ta in lắm. Còn các chùa ở miền quê đó, người ta thích vẽ những bức tranh, tranh này tranh kia, bên Nam Tông thì theo hình được cuộc đời của Đức Phật, được vẽ với bên Thái Lan, hay là bên Bắc Tông thì theo hình thập điện phán quan ở dưới địa ngục thì sao, rồi thậm chí là những cái tranh tàu vẽ lên vậy thôi, như gọi là những cái biểu đồ của các pháp để mà giảng dạy. Thì khóa hoàng lắm chúng ta mới tìm thấy trong một vài cái tài liệu mà minh họa về thập nhị duyên khởi như công nguyện Đức Phật và Phật Pháp chẳng hạn, hiếm khi được. Nhưng ngài tự sự thì ngài làm rất nhiều biểu đồ, rất là nhiều biểu đồ, mà những biểu đồ đó, mà nếu không có thì chúng tôi biết làm sao để mà nhớ. Thí dụ như chúng tôi học về diễn định của tâm thức, mà ngài đưa ra những bộ những cái diễn định của tâm, như là diễn định tâm ngũ môn, hay là diễn định của ý môn, hay là diễn định của hiện thông, vân vân, thì những điều đó phải được viết lên là biểu đồ thì mới nhận ra được. Thì bây giờ đi học ở nước ngoài thì chúng tôi mới thấy rằng nhớ là những lúc mà hồi còn nhỏ ở gần ngài nhìn thấy biểu đồ đó, thì mình phải nói rằng ngài nếu không có sáng kiến thì ngài không có thể nào mà ngài ngài có thể dám làm những điều đó. Nhất là Phật giáo thì hay bảo thủ, chúng tôi làm việc chúng tôi biết rằng đa số những vị tu sĩ rất là sợ những cái gì mới lạ, siêu bài nay làm thôi. Khi mà chúng tôi qua bên Mỹ, thưa quý vị, chúng tôi chỉ sửa lại cái bản kinh mà ngày xưa ngày Hội Tông ngày dịch cái diễn là tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó, nên tôi phải thế này thế kia. Chúng tôi chỉ chửi chữ tôi và chữ con thôi, thì chúng tôi bị chữ ăn chửi quá chừng luôn. Chúng tôi phải dùng chữ chửi là nặng đó, để chửi là nhẹ đó. Các vị mạ lị miệt thị, nói xưa là cái gì mà xin sắp sửa kinh của ngài người ta thế này đó là cái đầu óc của đa số các vị tu sĩ đó, thì cái chuyện mà hay chấp lắm, thưa quý vị, hay chấp cái cũ và sợ cái mới lắm. Nhưng ngài tự sự thì ngài phải nhìn nhận một điều là ngài dám làm, ngài dám tiên phong ở trong cái mới. Và chẳng những vậy mà ngài còn có những cái táo bạo, ví dụ như ngài nói chữ Niết Bàn. Niết Bàn là một cái chữ âm của chữ Nirvana, là chữ Sanskrit. Thì nếu mà âm theo Bali là Nipana thì không thể là Niết Niết được, mà âm là Niết. Thành ra xin lỗi quý vị nghe nói chuyện đó là Niết Bàn chẳng hạn. Dĩ nhiên là cái danh từ Niết Bàn nghe không quen. Nhưng mà tại sao mình phải đọc theo người Hoa? Tại sao đọc theo người Tàu? Mà mình cũng chỉ dắt đọc theo người Tàu, mình đọc âm Hán Việt nữa. Thì ngài đổi là âm Niết Bàn. Cái đó cũng là một cái sự khẳng định của ngài về cái độc lập. Chúng tôi nhớ là Lương Khải Siêu là một nhà học Phật Trung Hoa, ông có nói rằng ta có tai để nghe, có mắt để thấy, có ý để suy nghĩ. Đối với người xưa, có lúc ta kính như thầy, có lúc ta trọng như bạn, có lúc ta xem thường. Ta theo chân lý chứ quyết không làm nô lệ cho khổ nhân. Cái điều khó của chúng ta rằng làm thế nào cải thiện cho nó tốt. Cái khổ của Phật giáo đó là người ta chỉ chấp thủ thôi. Cộng đồng Phật giáo ở đây, chúng ta đó là những cái chuyện mà cần phải cải chính thì mình không cải chính nhiều, mà những cái chuyện không cần phải cải chính thì súng nhau nói ra nói vô những cái chuyện hết. Thật ra thì cộng đồng của chúng ta chưa thấy được là chúng ta rất cần có những cái cải thiện ở trong phương pháp giảng giải. Mà chúng ta khoan nói là phương pháp đó nào mà hay pháp đồ dở, mà chịu khó cải thiện, chịu khó thay đổi, chịu khó đem một cái luồng gió mới vào, thì đó là cả một cái nỗ lực vượt bậc. Chúng tôi phải nhớ rằng khi mà ngài từ sự hồi ở gần với ngài đó, có nhiều khi ngài kể những cái giai thoại mà chúng tôi phải dùng cái chữ gọi là kỳ thị,
nhờ kỳ thị. Những vị khác đó, nhất là chư tăng ở miền ngoài, ngoài Huế hay này đó, về nhìn ngài trên sử thì thấy rằng ngài đi xa với truyền thống, ngài có cái gì lạ lắm. Nhưng mà phải phải nhận một điều rằng nhờ cái tính và nhờ cái môn học Abhidhamma mà ngài bắt buộc phải đặt vào thế là phải sáng tạo, và do sự sáng tạo đó ngài để lại cho chúng ta nhiều cái sáng kiến rất là quan trọng. Và rồi thưa quý vị, chẳng những vậy mà nhiều khi chúng tôi nói chuyện với thường Giác Nguyên, tức là sư Tội Khanh đó, ví dụ như là nguyên một cái tạng diệu pháp thì ngài Anuruddha ngài gom lại ngài biết thành bộ Abhidhamma Sangha mà chúng ta thường dịch là vi diệu pháp khái luận theo bản dịch của Pháp Phạm Kiều Khánh, hay là tác phẩm theo yếu luận của ngài của Hòa Thượng Minh Châu dịch chẳng hạn, những viên dịch rồi thêm chú thích, và giống như là Duy Thức Tam Tộc Hợp Tụng với Huyền Trang chẳng hạn. Ngài Tiên Sử thì ngài cũng dịch Abhidhamma Sangha, ngài dịch thành một quyển gọi là Diệu Pháp Lý Học. Chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ đó, mà chúng tôi vào chùa, bi diệu pháp là đã khó nhai rồi. Có nhiều người nói là bi diệu Abhidhamma mà nó giống như cơm nguội, cơm nguội phải khô thứ gì, mà nhai chữ nước ngâm với nước mới uống nhai được thôi. Ngài còn làm khô động hơn nữa. Ngài làm bi diệu pháp lý học, quý vị đồng bị giống như bi diệu pháp lý học đó. Thì thật ra là sư Tội Khanh Sĩ Nguyên sư cũng phải cười sư đó. Ngài độc đáo thì có độc đáo, nhưng mà ngài tức là ngài giống như chúng ta ăn khô quẹt vậy đó, người ta ăn được rất là ngon nhưng mà nó cũng mặn và khó ăn lắm. Nghĩa là ngài cô động lại từ một cái tác phẩm, một cái tạng diệu pháp ngài Anuruddha đó, ngài viết lại thành cái quyển Abhidhamma Sangha thì đã là cô động rồi, ngài sẽ còn cô động hơn cái đó nữa. Nhưng mà nếu mà ai mà chịu học thì thưa vị lại là một cái tư liệu rất là lợi lạc ở trong cái việc học thuật. Bởi vì sao vậy? Bởi vì rõ ràng là ngài ngài thật sự khi mà ngài dạy, ngài cảm thấy rằng những con số, những cái khái niệm mà nó nhiều quá, người ta khó nhớ, thành ra ngài làm lại thành những cái bài vè bằng cái thể lục bát. Mà những bài vè này đó, khi chị Tăng đã học thuộc lòng rồi thì nhớ chi pháp rất là dễ dàng. Thì đó là một trong những cái sáng kiến của ngài. Thì thứ vì chúng tôi không có nhớ rằng khi chúng tôi còn nhỏ ở Việt Nam có một cái vị trưởng lão nào khác ngoài Tịnh Sự, ngoài ngài Tịnh Sự, ngoài sư trưởng mà có một cái cách dạy Phật pháp thì gọi là trường lớp, rồi cái lớp học. Mà thường thường là đa số các chùa là tới cái ngày lễ như là sám hối, đại lễ rồi chư tăng lên thuyết pháp xuống, Phật tử nghe được bao nhiêu nghe thôi. Và chúng tôi tạm gọi là mình học Phật là lác đác. Lác đác là giống như mưa, lâu lâu mưa đám, lâu lâu mưa đám, vẫn rơi rạc với nhau. Ví dụ trong một ngôi chùa Giác Quang chẳng hạn, thì cứ mỗi nửa tháng chư tăng thuyết pháp một lần, hay cũng đã các lễ có thuyết pháp một lần, Phật tử nhớ được bao nhiêu thì nhớ, hay bình thường hỏi đạo chưa nói được bao nhiêu mà hỏi. Chưa bao giờ học Phật pháp như là một hệ thống, như học theo cách trường hợp. Mà ngài Tịnh Sự á, thì ngài luôn luôn đặt ra vấn đề là mở lớp dạy. Nhưng cái người mà có cái công lớn và có công lớn để mà truyền bá rộng rãi hơn và nhấn mạnh về vấn đề trường lớp nhiều hơn, đó là sư trưởng. Và bây giờ ví dụ như là Thượng Tọa Tề Siêu, có lẽ là đi thuyết pháp thì cũng nhiều, nhưng mà Thượng Tọa lại là người chú trọng để làm thế nào đó mà có những lớp học dài hạn. Và nếu mà chư tăng và Phật tử nào biết về cái cách mà giảng dạy ở trong lớp Phật pháp Buddhadharma này đó, thì thưa quý vị, tất cả nó bắt nguồn từ cái gốc đó, là từ ngày Tịnh Sự mà ra. Chúng tôi nói lớn như vậy vì ngạc nhiên, ngày Tịnh Sự người tịch lâu rồi, ngày tịch năm 1984 mà tới năm 2000 á, 14 năm sau thì lớp này mới ra đời sau liên quan tới ngài. Thì chúng tôi thưa rằng
nó liên quan như tới ngày một điểm đó, là ngài là người đưa ra nhấn mạnh theo đuổi cách dạy Phật pháp theo kiểu trường lớp, tức là có giáo trình và có cái chương trình học dài hạn. Yeah. Nếu ví dụ như là quý vị thấy học trong bộ kinh, thay vì chỉ đăng thức bài kinh nào giảng bài kinh đó, là thường thường các mình nói nghe rất là phạm thường nhưng mà cũng thường xảy ra, tức là trong số bao nhiêu bài pháp Đức Phật mình lựa thấy bài nào hay mình giảng bài đó, thì giống như những bài khác không, hay là Đức Phật ngài nói có cái mà mình thích có cái không thích, thì gọi là giảng theo cảm hứng, giảng theo ý thích, không có. Mà ở đây á, là từ tăng chi qua trường bộ qua trung bộ, mỗi bài chư tăng đều giảng hết, dù rằng nó khô khan hay là nó thú vị. Ví dụ như có những bài kinh có nhiều kịch tính như kinh Khatikara, hay là có những bài kinh rất là khô khan như là kinh 66 chẳng hạn, thì bài nào chư tăng cũng giảng. Bởi vì sao vậy? Đức Phật ngài giảng trong nhiều trường hợp khác nhau. Học Atiram cũng vậy. Dạ, vấn đề không phải là mình thích hay không thích, giống mình ăn cơm cũng đâu phải bữa nào mà đồ ngon mới ăn, đồ không ngon không ăn, bây giờ đó ngày nào cũng ăn hết. Thì cái cách mà đem cái dạy cho trường lớp cũng là một cái sáng kiến của trường sư. Thực ra sáng kiến này nói rất là nhiều, nhưng mà một điều sau cùng chúng tôi muốn nói ở tại đây chia sẻ, bởi vì còn thỉnh thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Tuệ Quyền, rồi chư tăng khác có vài lời phát biểu ý kiến cảm nghĩ quý ngài về ngày tịnh sự, rồi sau đó sẽ tỉnh thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa có ý kiến sau cùng trước khi chúng ta hồi hướng đó. Thì thưa quý vị, điều sau cùng chúng tôi muốn nói lên trong phần này đó là ngài rất là chú trọng đến hậu. Học cụ là gì? Học cụ tức là những cái dụng cụ để mà học. Chúng tôi phải nói rằng đa số Phật tử học Phật pháp mà học theo cái kiểu mà mình nói xin lỗi là nghe thôi. Dạ. Chỉ đăng lên thuyết pháp mình ngồi mình nghe, nghe được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Không. Nếu mà muốn học một cách nghiêm túc, học một cách dài hạn thì phải sử dụng tới học cụ. Hồi nãy chúng tôi có nói rằng khi mà ngài về chùa đó, thì ở trong chùa ngày xưa thưa quý vị có một cái lệ mà chúng tôi không có bây giờ còn không. Chúng tôi nhớ là lúc chúng tôi vào chùa hồi nhỏ ở chùa Sư Lý hay chùa Biên Giác đó, không biết tại sao mà mỗi bữa ăn đó, người ta dọn đó, tô chén dĩa ví dụ nhỏ hết, ví dụ cà ri á, cà ri là làm cả mấy chục tô cà ri mà tô nhỏ về, mỗi lần ăn xong rửa chén mệt lắm. Nhưng mà đối với ngài tịnh sự đó, thì cái đống chén bát đó nó lại là những cái hậu cụ rất là lợi. Ví dụ ngày sắp tâm là bằng cái tô chén, rồi chén là thuộc tánh cái gì đó, ngày sắp dĩa lớn như nhỏ. Sau ngày này ngài thấy mệt quá và lâu lâu bị bể hoài, khi tới lùi bể lại ngài đổ ra đồng xu rồi đóng niêu. Thì thực ra cái cảm giác mà chúng tôi sử dụng những hộp cụ đó, nó không có giống, nó hoàn toàn không có giống là mình học kinh theo kiểu mà ngồi trước bàn Phật rồi pháp sư đăng tòa thuyết pháp, mình ngồi im lặng lắng nghe một cách trang nghiêm, nhưng mà thật sự nghe nó mơ màng, nghe như còn học cái này đó là mình để không để cái mình đặt để không đúng cái học cụ, không sử dụng đúng thì bị rầy, và mình cảm thấy không khí học rõ ràng là không khí học, và điều đó nó làm cho như là có một lần chúng tôi cầm một cái quyển đóng giấy mà đóng chỉ, mà nguyên cả cái tập đó toàn là cái biểu đồ của chư pháp, thí dụ tất cả pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký là một trang, rồi pháp là quả, pháp là nhân, pháp là quả, phi nhân phi quả là một trang chẳng hạn, pháp hữu tầm hữu tứ, pháp hữu tầm vô tầm hữu tứ, pháp vô tầm vô tứ là một trang. Nhưng chúng tôi bảo đảm quý vị là quý vị cầm quyển nó lên đó thì giống như cái code của computer, nó không giống quyển kinh. Mà thật ra chúng tôi rất, bây giờ chúng tôi nghĩ là chúng tôi phải nói rằng ngài hòa thượng á, ngài cho chúng tôi một không gian mới, cho chúng tôi một cái phương cách học mới, cho cái suy nghĩ mới, một cách động não mới. Động não tức là phải chịu khó suy nghĩ, chịu khó học. Và chúng tôi không biết có bao giờ mà chư tăng mà thỉnh thoảng ngồi nhìn lại những quyển cái tập sách đó mà nghĩ đến
những cái sáng kiến kỳ vĩ của thầy tổ hay là những điều mà ngài đi trước không? Chứ tôi bảo đảm quý vị Phật tử nào mà chưa học Phật pháp mà cầm cái quyển nó lên đó, là quý vị không biết là quyển này nói cái gì. Mà ngày xưa khi chúng tôi mang theo đi đường, đôi khi chúng tôi sợ công an bắt nữa, tại họ không biết mình ghi cái gì ra trong đó. Có đôi khi thưa quý vị, tất cả nó những đồ biểu giống nhau nhưng là tô màu, và tô màu khác biệt, màu xanh, màu đỏ, màu đậm, màu vân. Bây giờ ngồi mà nói rằng nhớ lại những cái sáng kiến của ngài thì chúng tôi phải nói là tâm phục khẩu phục. Dạ. Ngài đi trước rất nhiều, ngài đi trước rất xa và luôn luôn dám làm, dám sáng tạo, chứ không có phải là cái kiểu mà tối ngày cứ hư hư ôm chấp một cái kiểu nào đó làm đi sợ lại hoài, không có như vậy. Thật ra cái học cụ á, nhà sử dụng học cụ để học Phật pháp đó, là những cái sáng kiến mà chúng tôi nghĩ là đặc biệt, rất là khó tìm ở ai khác mà có cái sự chế tác nhiều như ngày và thượng thật sự. Và dĩ nhiên là thứ gì, những người có nhiều sáng kiến mà người đó không có căn bản Phật pháp thì cái sáng kiến từ từ nó làm lệch, nó làm nhạt đi, và nó làm phôi pha đi. Nhưng ngày thật sự là ngày đem một cái phương pháp mới và để minh họa cho những cái giá trị rất là truyền thống, rất là cổ điển, thì phải nhìn nhận rằng đó là một điều rất là độc đáo. Thật ra thì bởi vì hôm nay là ngày quý nhật của hòa thượng, chúng tôi không muốn rằng nói quá nhiều, bởi vì nói như vậy thì nó sẽ làm cho chúng ta bớt đi cái không khí của một cái ngày lễ tưởng niệm. Mà thay vào đó thì chúng tôi muốn là một số các chư tăng, các vị chưa có mặt trong room để nói lên một vài cái cảm nhận của quý ngài trước khi tỉnh thượng tọa từ siêu trở lại. Thượng tọa Pháp Đăng ơi, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Pháp Đăng nghe được và cảm biết được, xin tỉnh thượng tọa hoan hỷ có một vài cảm nhận để chia sẻ với đại chúng về ngày hội thượng thật sự. Dường như thượng tọa Pháp Đăng không có trước máy. Thượng tọa Tư Quyền ấy, thượng tọa Tư Quyền có nghe được không? Nếu thượng tọa Tư Quyền đang ở trước máy và nghe được, xin tỉnh thượng tọa Tư Quyền hoan hỷ. Có lẽ dạ thấy thượng tọa Tư Quyền. Thượng tọa Tư Quyền từ đó sống ở trong chùa hồi nhỏ và cũng là một người học trò của thượng tọa Từ Siêu á, nhưng mà khi nghĩ và nhớ về ngài và thượng tọa Từ Siêu thì thượng tọa có cái ấn tượng, có cảm nhận gì được khi chia sẻ được với đại chúng, xin kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Phật thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sang Khai, giá như thưa đại chúng nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến sư phụ Thị Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Sắc Tăng, thượng tọa Minh Hạnh, Đức Phật Tính, Đức Phật Trì Trì, sư Nguyên Thông cùng chư tăng kính chào chúng tôi cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, ngài có thể nói rằng là nếu mà nói về tinh thần ngài hòa thượng Nguyên Sư, chúng con và cả gia đình có một cái chủng duyên lớn, khi mà cá nhân con có chủng duyên lớn, đó là mẹ con, là má con, tức là từ đệ tử của ngài từ Tâm Linh Bắc Tông cho tới cả Hoa Nam Tông luôn, sự cả chạy sao con nghe vậy, thì phải nói rằng cái này con đã cũng quay mặt một vài lần con đã nói trên đường, con được sinh ra đó, thì ngài dạy những người đệ tử, xem những người thân tín của ngài để những người mà đúng là đệ tử của ngài đi theo chân của ngài, thì ngài tất cả những người con khi mà sinh ra đem vô cũng đảm bảo hết, đó là tài sản quý nhất. Những gì cúng như vậy là cúng một tài sản quý nhất của quý vị cho tam bảo, quý vị có phước luôn, đó là những đứa con của mình. Thì đa phần anh em con là được vào cúng cho tam bảo hết, cúng cho sư cả hết, rồi chưa kêu sư cả thì đó là một việc. Và chính con là người cũng được cúng, và con cũng được một người cũng đặc biệt là ngày cúng hòa thượng chỉ ngay con. Hồi cô ba có nhiều mấy đứa con trai nhiều rồi, nên mốt chú bé này cho sư, nó đi theo sư, nói dạ con cúng sư cả rồi, thì sư cả là quyết định. Thì kính thưa quý vị, quả thật thì cái hữu duyên đó là
ngay cả quý vị Phật tử có tin rằng với một vị hòa thượng học cao hiểu rộng như vậy, mà khoảng thập niên chừng xăm mấy 70, thì chính từ Vĩnh Long cách khoảng chừng 25 cây số đi xe xuống tận cái nhà con, ở đó có một nhóm Phật tử đệ tử của ngài để dạy quy diệu pháp. Và bây giờ cũng còn một số người ở tại đó đó, như bà cô Tư Hải Dinh nhà với bà thân con với một số Phật tử nữa, mà ngài đi tận xuống dưới để ngài dạy, để ngài dạy quy diệu pháp. Đó là phải nói rằng đó là cái cá nhân của chính con. Và sau khi mà năm 80 đó, thì khi bắt đầu sư trưởng tiếp nhận coi như là đào tạo giới tử, đào tạo tăng, thì lúc đó con được vào chùa, thì sau đó thì được tu, thì ở chùa Xử Lý, thì có thể nói rằng là và một cái này tu nơi ngài, lúc đó ngài bệnh mà đưa qua cho ngài Pháp Tuệ làm tế độ, nhưng mà ngài lại vẫn là thầy, là con và sư Pháp Nhiên, có thể nói rằng là một trong những huynh đệ sau cùng mà có thể nói rằng là được ít nhất cũng là một phần nào đó gọi là trực tiếp. Và con nhớ có một lần lúc nhỏ không biết, mà lúc đó ngày bệnh thì không có ai chia sư nào lớn, chỉ con nhỏ xíu. Con cũng đứa con là năm 84, con mới xuất gia có 2 năm, 14 tuổi rồi. Con xuất gia năm 82, sẽ đi năm 82, thì nhà từ 83, 82, 83 gì đó, chừng 12, 13 tuổi rồi. Đi vô cái canh ngày bệnh, đi vô cái mình xuống mình hỏi ở đâu, nó dở Xử Lý, con hỏi Xử Lý, nó ở con ai, nói con về con nó tên máy con đó, bà thân con thì mình biết con cô ba hả, nó rồi sao con cái mà quý vị biết là khi mà ngày bệnh như những điều mà nhỏ vậy, như điều mà nó tu nhớ phi nguyện, một trong ba cái bậc một đồng nguyện mình thành Phật toàn giác, hai là Phật tinh văn giác, ba là Phật độc giác, con phải có cái nguyện gì con mới tu được, con nhớ nha. Nhỏ rồi con cố gắng con học vi diệu pháp á, nói với sư dạy, nói sư giới, tôi xin lỗi một chút, kêu sư giới dạy học cho nhỏ học đi, rồi mai mốt sẽ hiểu. Dạ, thì lúc đó dạ, mà lúc gặp ngài thì cái thứ gì rung lắm, sợ lắm, nhưng điều mà bởi vì không có ai trơn được, kêu vô cái kêu mới sư cải sơn dặn là phải qua phải kho bóp cho ngài như thế này thế kia. Thì đây là một điều mà con nói rằng cái công đức của ngài, không nói về cái dạy cái vi diệu pháp nữa, mà nói về công đức mà tế độ chưa tăng đệ tử. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng là ngài là một trong những người có cái đức từ bi lắm, chấp nhận cho những người đệ tử có cái tâm cầu học cầu đạo vô để ngài cho xuất gia. Và vào những thập niên đó giấy tờ rất khó khăn vô cùng, là ta kiểu bảo tu cho tu như vậy xảy đến từ gọi là tu lậu, mà ngài bị khiển trách như thế này, ngài bị khiển trách như thế kia. Và phải nói rằng ngài thì một con người không có đam mê cái danh cái lợi gì cả, cũng phải chùa to Phật lớn, vì những người đệ tử của ngài là những người đệ tử ngài khuyên học không, mà khi mà mình đi ra đó, người ta nhìn mình bằng một cặp mắt, tức là phải được danh chánh ngôn thuận, phải được giấy như thế này tờ như thế kia, nhưng sự thật là chỉ là tác bạch tuyên ngôn đúng luật đúng pháp, chúng ta đã trở thành một người tu, một người xuất gia sai duyên và tỳ kheo rồi. Thì lúc đó ngài bị cái hội đồng trưởng quản đề đạt rất nhiều lần trong những việc này. Và phải nói sau này con, khi tụi con nhỏ tụi con lớn lên tụi con hiểu được, và phải nói rằng tụi con cũng là một trong những người phá trận hết, đồng đẳng hết, không có thật giả chứ tôi có là tu. Và nhờ như vậy mà khi mà học đạo xong, vậy sau này tụi con lớn lên đó, tụi con đó, có một cái tâm, tức là vừa mà phải có nền tảng giáo lý xong, đi ra ngoài phải học lấy một cái ít kiến văn kiến thức bên ngoài rồi mới nói chuyện. Và ngày hôm nay nhờ đó đó, nhờ cái công đức đó đó, mà kính thưa quý vị, Phật pháp hôm nay chưa tăng hôm nay mới được một số lượng như vậy, một số lượng chùa như vậy. Hồi xưa cái này cũng sám hối thật, đệ tử của các ngài sau năm 75 là hoàn tục hết 100%, thì hoàn tục 75%, còn rất ít trong một chùa, và sau đó cũng phát triển rất là giới hạn.
Cho nên lúc đó mang danh cứ là nhóm siêu lý, nó nhóm siêu lý. Và nhóm siêu lý thứ nhất là ngài, thứ hai sư trưởng, hai vị phải nói là dày công, phải nói là chịu những cái búa rìu dư luận, bị những cái pháp lý mà ngày xưa thì nó còn những cái giới hạn. Cho nên vì vậy là nó rất là mệt mỏi cho các vị, nhất là ngài. Xa thật là xa như vậy, nó phải có những cái phương tiện mà nó tương đối tiện nghi như bây giờ. Đi những chuyến xe mà phải nói rằng là nó rất là cực khổ mà đến để cho tế độ tu. Và ngài là một vị, tuy là vị thầy bổn sư, một vị luận sư như vậy, ở lớp nào cũng vậy, tự cũng đi tới, và chùa chiền của chư tăng đệ tử nơi nào thì cũng đi qua. Đây là một cái tính hạnh mà phải nói rằng là không biết người sao có thể được hay không. Vừa về cái đầu, về cái giáo lý, đi đến để đến chùa của đệ tử đó để xích tấn, để khuyến khích, để xem như tới có thầy coi như là đến để chia sẻ những cái khổ cực, thì phải nói rằng là ngài có thể bước chân đến được là ngài bước mà không hề nể hà gì hết. À, phải nói rằng là vô lượng. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta bước tới chân, chẳng hạn như là Viên Giác, Siêu Lý Giảng Đường hay Siêu Lý Vĩnh Long, mà cái đất đai nó giới hạn, thì phải nói rằng là đó là chính ngài, như hồi lời dẫn của nhị vị tự gọi. Ngài không có quan tâm tới cái chuyện phải chùa to Phật lớn, ngài quan tâm đến cái chuyện học hành đào tạo chư tăng, ai có học. Chứ nếu như mà ngài cứ bận tâm cái chuyện xây dựng, bận tâm cái chuyện chùa chiền, thì còn đâu, làm sao mà đào tạo được, làm sao mà những bản kinh, những cái lớp dạy để truyền thừa mà ngày hôm nay tất cả chúng ta được. Mà nói đạo tạo tăng khó tạo, tạo chùa dễ tạo. Và có một cái tánh hạnh mà có lẽ là đây cũng chính là Bồ Tát của Bồ Tát mà chúng ta gọi là Bồ Tát toàn giác ấy. Nó suy nghĩ được như vậy, tất cả cái gì cũng đưa về cái đại chúng tam bảo mười phương. Cái sự gì mình gọi là chùa, cái chữ tứ phương tăng đó, đó là ngài. Tứ phương tăng là một việc gì, nghĩ tới tam bảo mà chúng ta thường gọi là tam, thường trụ tam bảo mười phương, không có cá nhân mình. Ông là trụ trì chùa của tứ phương tăng, tất cả chư tăng tứ phương đều có cái quyền, đều có một cái lợi trong đó. Làm việc như vậy đó mới gọi là nó vô lượng công đức. Cái tâm mới là cái tâm coi như là nó đại thiện, nó hợp trí vô cùng to lớn, và như vậy mới là kết tụ đạo tràng được. Ngài không cần những người giàu có thì có được nghe đó. Những người khi về đó, những người có những người đàn tính rất là lớn lao, và sư cả tu có dựng được hết. Bây giờ sư cả ăn chay đi, thì sư cả muốn cái gì tụi con lo sư cả cái đó. Sư cả chỉ ăn chay thôi, sư cả đừng có ăn mặn. Cái ngày nó sư tu theo Phật, sư tu theo Tề Bà Đạt Đa, ăn chay thì Tề Bà Đạt Đa xin Phật ăn chay, Phật cũng cho. Phật nó ăn gì nó hợp pháp tâm tình dục, cho nên sư cũng có ăn chay, cũng có ăn mặn. Những cái này là lời dạy, lời nói của ngài. Khi tôi hỏi rồi những đàn tính mà kiểu như đến mà để mà gần gũi chư tăng, mang tính có cái tâm tình ngài không thích, ngài nói gần chư tăng để làm gì? Để cho chư tăng học hành. Các vị sư nào mà không lo học mà lo coi như là có cái tâm mà lưu tâm bên ngoài về Phật tử, quan tâm Phật tử, nhắc Phật tử đi chùa rồi tới cắm bông cắm hoa rồi nói chuyện này chuyện kia, ngài không có thích cái chuyện đó. Ngài muốn cái người đệ tử, cái một vị sư phải học, phải tu học. Một là hành thiền, hai nữa là phải học pháp học. Phải nói rằng là có được may mắn vô cùng. Rồi chính hồi sáng có nói chuyện với sư Giang, nói là mình rất là may mắn. Khi đi chùa Xu Lý đang xây dựng trở lại, phải nói rằng có những cái như chẳng hàng sáng này, cái tháp thì sư phụ Sư Cả Nhất Sơn cũng muốn giữ lại, số 3 thì cũng đang thấy nó chắc giữ lại hay là không giữ lại cũng đang phân vân. Rồi chư tăng dễ kiến tại sao này giữ hay không,
thì con sẽ đi ra xa nhìn hai anh em mới nói chuyện, nó cái này không đọc được, không được, mà cứ đỡ giữ vững như đi phát triển thì mới có vô đề đạt lên cho các vị, nó có một cái sự phối hợp. Giờ mình mới nhớ nói phải nói rằng không có nói chuyện sức yên của nó hồi xưa, phải nói là bây giờ mình mới thấy ngài, ngài đã để lại một cái tài sản lớn, là tài sản về pháp bảo. Chứ sự thật ra với cái vị trí đất đai này thì nó nhỏ hẹp, mà mình làm như vậy là quá lớn rồi. Thì sự nhiên nói gì mà thấy thương ngài. Và nhiều khi là chùa trên của sư Thượng Tọa Phất Nhiên nó nhỏ nó hẹp, nhưng điều mà cái tấm lòng của ngài ở nơi đó là cái nơi để mà trung chuyển giảng dạy Phật pháp. Có thể nói rằng và cũng như lời sư phụ từ xưa đó, làm cái gì làm mình phụng, mình ở các chùa mà làm sao chư tăng có thể dạy cho Phật tử quy diệu pháp được, cứ cố gắng phát huy được như vậy thì chúng ta đáp đền công ơn của thầy là bằng cách đó, chứ còn không có cách nào nữa hết. Chứ còn bây giờ ví dụ bây giờ tạo nhiều chùa mà dẫu cho mang tên của ngài thì cũng không phải là vấn đề nữa, bởi vì trước kia ngài tạo rất là nhiều, ngài tạo rất là nhiều điểm chùa, nhận rất là nhiều điểm chùa, nhưng không tạo những cái điểm chùa phải lớn lao, nhận chùa để đó quý vị biết nhiều lắm chứ không phải là ít. Rồi tức là khi người có sự hiến cung hiến dâng đến Tam Bảo, tài sản của Tam Bảo ngài tiếp nhận và truyền thừa lại qua và khuyến khích chư tăng học, chứ không có kiểu mà phải xây chùa to Phật lớn, mà cái điều kiện của ngày xưa cũng phải như ngày nay mà cần thiết như vậy. Và mãi mãi cho tới ngày hôm nay chúng ta thấy phải có cái sự tu học mà được. Chúng tôi không có nói cái cách này cách kia, mà chúng tôi nói trên những cái tâm tư của chính ngài. Giờ phút cuối cùng cũng vậy, cũng chính là Tam Bảo, cũng chính là chư tăng. Không có chuyện gì mà xã hội, không có chuyện gì cuộc đời có thể nói rằng không có phải lo lắng một cái chuyện gì cao cả, mà làm sao chư tăng có học vi diệu pháp được, ai có in kinh in ấn gì đó. Mà phải nói rằng là không những ngài là một vị luận sư, ngay cả ngài dịch kinh luôn. Chứ mà thường gọi ngày hôm nay tất cả những bài kinh, kinh thẻ của ngài mà nó thuộc về văn xuôi, chẳng hạn như mặt trời ánh sáng như vậy, nguyện cầu Tam Bảo chấp tay lên lễ cúi đầu, hoặc là tất cả những gì mà đọc được là tụi con cải cách thì con phải đọc hết, phải đọc vô để thuộc, để cái đó mới gọi là cái dùng cái văn hóa, nó dùng cái sự truyền thừa mà ngài dịch rất là hay. Và nó vô bản kinh luôn, vô bản kinh. Và nếu con tái bản không có thì con cũng sẽ nhét vào những cái bản kinh đó, con sẽ đưa vào để đọc, mà nó vừa rất là chí lý chí tình và rất là hợp lý. Và ở đây có thể nói rằng là không nói về một cái lý cao cả của bộ vi diệu pháp, nói thì nó trùng lập mà cũng bằng các vị, nhưng chúng con chỉ nói rằng là nếu như ai mà may mắn hưởng được một phần chút xíu gì đó gọi là vi diệu pháp thì người đó cũng tạo một công đức phước trí tuệ vô cùng to lớn. Và đây cũng chính là lối về, đây chính là một kiến văn kiến thức, chính là một là nhân là duyên, để trong mai sau chúng ta không bị tà pháp, không bị tà kiến, không bị tà đạo nó lôi nó kéo, dầu cho chúng ta có rơi vào tình huống đọa xứ như thế nào nhưng cũng có lối về, nếu như chúng ta hiểu biết được cái giá trị chân đế, cái giá trị bản thể của các pháp, cái gì là chân đế, cái gì là tục đế, và cái bản thể của chân đế, cái giá trị nó như thế nào, thì người ấy sẽ có lối về cho đạo pháp trong tương lai, dầu cuộc đời này có trôi có lại, có luân có chuyển như thế nào, sẽ có một ngày chúng ta sẽ về bờ giác được. Thì đó chính là những gì mà các bậc thầy, các bậc ân sư đã để lại cho tất cả chúng ta, những manh cơm miếng áo, những cái lời khuyến dạy, những cái sự khó khăn của thời xưa mà còn được. Ngày hôm nay nếu như chúng ta đã đủ điều kiện mà chúng ta không phát huy được thì Âu cũng là lỗi lầm trong kiếp nhân sinh. Khi đã hiện hữu như Phật, hiện hữu trong Phật pháp thì đó chính là thiếu sót vô cùng to lớn. Nếu không có cái tâm, có cái tình để cống hiến, để làm tốt hay là giữ vững, không làm tốt thì cũng giữ vững những gì mà người xưa, mà các bậc thầy tổ đã để lại cho chính mình. Và một lần nữa hãy kính dâng công đức Phật lành đến cho
Đức Hòa Thượng Ân Sư, mong Hòa Thượng luôn luôn sẽ là chỉ dấu cho tất cả những đệ tử ở trên con đường tu tập giải thoát, và mong trong dòng luân hồi sẽ luôn luôn gặp những gặp lại Ân Sư để tiếp tục tu tập, tu tập và con kính có đôi lời như vậy. Chúng tôi cùng trong tâm đầu quay trở lại Nam Mô A Di Đà. Sau khi cái chuyện sư tổ trực quyền, sư tổ Pháp Đăng, sư tổ có ở trước máy không? À, nếu sư tổ Pháp Đăng ở trước máy, xin sư tổ Hoàng Hỷ cho biết. Có lẽ sư tổ Pháp Đăng không nghe được. Và sư tổ Thừa Siêu, sư tổ còn ở trước máy không? Nếu sư tổ Thừa Siêu nghe được kính thỉnh sư tổ Hoàng Hỷ cho biết. Và sư tổ Thừa Siêu, đây là ngày giỗ thứ 36 của ngày trưởng lão Tịnh Sự, bậc thầy của chúng ta. À, cho đến ngày hôm nay thì nhìn lại những gì mà ngài đã để lại cho đàn hậu học, và nhìn lại những cái thành tựu trong cuộc đời của ngài, thì sư tổ Thích Siêu có lời khuyên nào cho tất cả chư tăng và phật tử đây trong cái ngày quý nhật thứ 36 của ngài Tịnh Sự? Kính cung kính sư tổ Thích Siêu. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Ngày quý nhật của bậc Ân Sư mà chúng ta là hàng hậu học đệ tử, chúng ta hợp nhau lại để chúng ta nói đến cái công hạnh của một thầy và chúng ta kể cho nhau nghe những gì mà bậc thầy lúc sanh tiền đã làm được. Đó là ý nghĩa rất quan trọng, rất đặc biệt. Cũng như trong dân gian ngày xưa kia thì dỗ ông bà, dỗ cha mẹ, ngày giỗ không phải là cái ngày mà bày ra cúng kiến rồi tụ họp ăn uống, mà ngày xưa đó, cái ngày giỗ là người ta rất trân trọng để nhắc đến cái người đã khuất. Chúng tôi có đi tham dự, chúng tôi có về quê tham dự giỗ
Thầy siêu cầm mic trở lại ạ. À, quý vị có nghe được chúng ta nói không? Thì ở đây thưa quý vị, nếu cái ngày quý nhật của gọi là niệm tưởng, cái ngày tưởng niệm của bậc thầy đã khuất, chúng ta nhắc nhở như vậy cứ mỗi năm như thế là để chúng ta sẽ cùng nhau duy trì, gìn giữ cái truyền thống. Ở đây người ta có nói cái câu cung kính bất như phụng mạng, cung kính không bằng vâng lời. Những gì mà bậc thầy của chúng ta đã dạy, đã truyền trao, đã dốc sức để truyền dạy cho hàng hậu học, thì chúng ta nên tiếp nối, gìn giữ cái truyền thống đó. Có nghĩa là chúng ta nhắc đến cái tạng vi diệu pháp thì chúng ta phải học cho thông suốt cái tạng vi diệu pháp, và chúng ta nương theo đó mà chúng ta tu tập. Có như vậy mới gọi là trả ơn cho thầy tổ. Chúng tôi nghĩ rằng nếu như đến ngày quý nhật, cái ngày giỗ của bậc thầy mà chúng ta chỉ làm một cái cuộc lễ tre tăng, chúng ta cúng dường qua loa, cái hình thức đó thấy có vẻ như là trang trọng nhưng mà không có ý nghĩa bằng sau khi ôm nhắc lại những thành quả của một thầy. Rồi chúng ta mỗi người mỗi cố gắng để chúng ta duy trì dạy và học và tạo vi diệu pháp, thì cái điều này nó sẽ đem đến lợi lạc cho chúng ta và cũng là trả công ơn của thầy tổ. Chúng tôi xin có vài lời để nói lời sau cùng trong cái ngày lễ tưởng niệm đại trưởng lão hòa thượng Ân Sư như vậy. Vì bây giờ đã cái thời lượng đã hết rồi, cho nên chúng ta kết thúc nơi đây. Xin mời các Phật tử MC có phần hành để lên hồi hướng phước và đóng rừng. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú lành thay, con Thanh Thủy. Thay mặt đại chúng tâm rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp bổ ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình
tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Nam Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thừa Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thank you.